Xin chào các bạn yêu, ngày hôm nay Thu Nghi Phạm làm video clip này để chia sẻ về sự khác biệt của kem chống nắng Abilify đối với những sản phẩm kem chống nắng khác trên thị trường. Thông thường thì kem chống nắng có chỉ số chống nắng tốt thì lại bị cái tình trạng trôi trong nước. Có những cái sản phẩm kem chống nắng với chỉ số chống nắng tốt không trôi trong nước thì lại bị những tình trạng gì? Bị tình trạng bóng dầu nè, bết rít trên da và trắng bệch. Và có những cái sản phẩm kem chống nắng bôi lên da có vẻ thích và rất là mềm mịn thì lại và có khả năng là không trôi trong nước luôn thì lại bị cái tình trạng là cái chỉ số chống nắng không tốt. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tìm kiếm được một cái loại kem chống nắng giải quyết được những cái vấn đề khuyết điểm đó? Thì cái sản phẩm kem chống nắng của Abilify thì có được xem là cái sản phẩm kem chống nắng hoàn hảo. Hoàn hảo bởi vì sao? Mọi người có thể coi đầu tiên với cái chỉ số chống nắng của nó khá tốt, với độ SPF là 50 và PA 3+. Đặc biệt là nó có khả năng kháng nước, chống trôi và có tính kiềm dầu. Và Nghĩ cũng test cho mọi người luôn để mọi người thấy nha. Về khi mà mình bôi lên da đó, khi chúng ta bôi lên lên da thì nó không bị cái tình trạng bết rít bóng dầu và nó thẩm thấu trong da cực kỳ tốt nè. Đó, nó lên tông nhẹ nhàng như thế này, chúng ta có thể sử dụng như một cái lớp kem lót, thay thế cho một lớp kem lót được bình thường nha. Đó, và mùi thơm thì nó cực kỳ dễ chịu, không trôi trong nước, có khả năng kiềm dầu, đặc biệt là có chiết xuất từ hơn 20 loại thảo mộc từ thiên nhiên của Hàn Quốc, thì nó sẽ giúp dưỡng ẩm và giúp có khả năng là chống lão hóa da đó. Vậy nên là cái sự khác biệt khá là lớn của sản phẩm kem chống nắng Abilify này, nên là chị em nào đang tìm một cái sản phẩm kem chống nắng hoàn hảo như vậy thì có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm kem chống nắng Abilify này nha.